Vâng, sau đây em test con 8080DB em mới về gửi cho anh Yên ở Hải Dương. Thì bên em shop em còn là con 9090 nha bác. 9090 thì đắt hơn 1 triệu. 9090 em giao là 33 triệu 500. Và đây là con 8080DB test gửi anh Yên ở Hải Dương. Hiện tại là em đã chuyển điện 220 cho bác rồi nha. Chiều nay là hàng lên đường luôn ấy. Và con súp Yamaha FW800 cũng đã có chủ, em đã gói cho bác rồi nha. Bác vừa chuyển tiền. Đây kia